Thưa quý vị và các bạn, từ bao đời nay, cư dân ở các bản làng dọc đôi bờ sông Sepol Việt Lào đoàn qua tỉnh Quảng Trị vốn gắn bó mật thiết, keo sơn trong nghĩa tình. Giữa đại dịch COVID-19, vành đai phòng chống dịch được thiết lập trên tuyến biên giới này đang phát huy hiệu quả. Cùng với những bao gạo, trang thiết bị, vật tư y tế mà nhân dân Quảng Trị gửi tặng nhân dân ở bên dòng Sepol nước bạn Lào, càng làm thắm lên tình cảm gắn bó anh em. Qua đây, góp phần để hai nước sớm ổn định tình hình, tiếp tục phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Trong giai đoạn chống dịch, tinh thần đoàn kết Việt-Lào luôn được lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và Salavan Savanrakhet đặt lên hàng đầu. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam và Phó Tỉnh trưởng tỉnh Salavan nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Phu Thông Kham Mã Ni Vong trong buổi làm việc về công tác phối hợp phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới đã thống nhất. Phải tạo được vành đai phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả trên tuyến biên giới Việt-Lào. Từ khi dịch COVID-19 xảy ra cho đến nay, cùng với cả nước, tỉnh Quảng Trị đã đón và thực hiện cách ly đối với gần 12.000 lao động trở về từ Lào và Thái Lan. Toàn bộ số lao động này được cách ly tập trung tại tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, được quản lý, theo dõi sức khỏe nghiêm ngặt. Và hiện nay, tất cả các công dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành thời gian cách ly và trở về đoàn tụ với gia đình. Cùng với đó, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh đã triển khai gần 100 chốt và dựng lều giả chiến tại các chốt để phòng chống dịch trên tuyến biên giới Việt-Lào qua địa bàn tỉnh, thực hiện nghiêm việc quản lý xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu, đặc biệt là tại các lối mòn, lối mở, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, bản hai bên biên giới không qua lại thăm thân, sản xuất trong thời điểm dịch bệnh. Bản thân tôi cũng như tất cả cán bộ chiến sĩ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, cắt cử các tổ thường xuyên tuần tra kiểm soát tất cả các đường mòn lối mở để ngăn chặn không cho các đối tượng và hành khách xuất nhập cảnh trái phép. Đồng thời là trong cái giai đoạn này là các đối tượng là lợi dụng để xuất khẩu các vật tư y tế để trục lợi và thường xuyên phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn đó là trạm công an Asok tuần tra kiểm soát ngăn chặn không cho là người xuất nhập cảnh trái phép trong cái giai đoạn dịch bệnh này. Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng mạnh đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Trong đó, việc thông thương, giao dịch hàng hóa qua cửa khẩu đường bộ đất liền gần như đình trệ. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo kịp thời của Thủ tướng Chính phủ, cùng với sự sáng kiến, xử lý sát sao của tỉnh Quảng Trị, hoạt động giao dịch qua các cửa khẩu quốc tế đường bộ với nước bạn Lào đã từng bước được tháo gỡ. Trong những ngày vừa qua, lưu lượng hàng hóa đang gia tăng trở lại. Đó là tín hiệu đáng mừng. Hàng ngày, lưu lượng xe thông quan hàng hóa ở cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tương đối lớn. Nhưng từ khi có dịch COVID-19 xảy ra, việc lưu thông hàng hóa rất khó khăn. Trước tình hình đó, thực hiện chủ trương của tỉnh, việc kiểm soát phòng chống dịch là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, vẫn phải song song vừa chống dịch vừa sản xuất kinh doanh, thông thương hàng hóa để tạo điều kiện phát triển kinh tế. Nên lực lượng biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã phối hợp với các đơn vị liên quan làm thủ tục cho hàng hóa qua lại cửa khẩu. Ngoài ra, các lực lượng chức năng giám sát y tế chặt chẽ, nghiêm ngặt đối với phương tiện, người điều khiển phương tiện và đổi tài xế theo hình thức tài xế của nước nào thì điều khiển phương tiện của nước đó. Được sự hướng dẫn tận tình của các cơ quan chức năng đến nay như cả cái biên phòng hải quan thì là họ hướng dẫn giải đáp cách thay đổi tài xế Lào Việt để cho hàng hóa lưu thông nhanh hơn. So với đợt hồi trước thì hàng hóa có giảm nhưng các anh là cũng đã tạo điều kiện hết sức để cho giải phóng hàng hóa để cho công ty khỏi bị tồn đống hàng. Để hỗ trợ thông thương hàng hóa, ngay từ đầu tháng 2, phía tỉnh Quảng Trị cũng đã phối hợp với nước bạn Lào tổ chức hội đàm để tiếp tục cho thông quan hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và La Lay. Theo đó, hai bên thống nhất chính thức mở các cửa khẩu quốc tế trên để phục vụ công tác thông quan hàng hóa, nhưng vẫn đảm bảo công tác kiểm soát dịch bệnh ở mức cao nhất. Với sáng kiến và chính sách phù hợp, nên tình hình thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu quốc tế tại Quảng Trị được duy trì, lượng xe hàng không tồn đọng hay ùn ứ tại các cửa khẩu,
lượng hàng hóa thông quan lên đến 60% so với trước. Giữa cái đại dịch như vậy thì so lại cái lưu lượng hàng hóa và cái hoạt động xuất nhập khẩu như vậy là chấp nhận được. Đặc biệt trong những ngày qua thì cái lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu cũng có cái chiều hướng hoạt động gia tăng, thì đây là một cái tín hiệu đáng mừng. Và đặc biệt cũng có một số cái công ty doanh nghiệp mới cũng lần đầu tiên đã đến với cửa khẩu Lao Bảo để tiếp cận và làm các cái hoạt động thủ tục qua lại để xuất nhập khẩu. Dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Trước tình hình đó, chúng tôi phối hợp tích cực với lực lượng biên phòng và các lực lượng chức năng Quảng Trị tại cửa khẩu để thông thương hàng hóa. Và trong những ngày qua, lượng hàng hóa xuất nhập khẩu tăng lên, đó là tín hiệu đáng mừng. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa với tỉnh Quảng Trị để đẩy mạnh thông thương. Từ khi hoạt động qua biên giới Việt Nam-Lào bị tạm dừng, khiến người dân bản ở các bản biên giới giáp với tỉnh Quảng Trị lâm vào tình trạng thiếu lương thực. Các đơn vị bảo vệ biên giới của Lào cũng thiếu trang thiết bị, vật tư y tế. Trước thực trạng trên, tỉnh Quảng Trị đã hỗ trợ giúp bản ổn định cùng phòng chống dịch COVID-19. Cùng với những bao gạo, trang thiết bị, vật tư y tế mà nhân dân Quảng Trị gửi tặng nhân dân ở bên dòng Sepol của nước bạn Lào, càng làm thắm hơn tình cảm gắn bó anh em. Mặc dù sư đoàn 968 quân khu 4 cũng đang dồn sức chống dịch, nhưng với tình cảm, mối quan hệ đặc biệt giữa nhân dân và quân đội hai nước, sư đoàn 968 đã quyết định hỗ trợ sư đoàn 4 quân đội nhân dân Lào các trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19, gồm khẩu trang y tế, bộ quần áo phòng dịch, nước rửa tay kháng khuẩn, máy đo thân nhiệt, v.v. Cùng với sự hỗ trợ bước đầu này, sư đoàn 968 sẵn sàng chia sẻ với sư đoàn 4 quân đội nhân dân Lào về kinh nghiệm công tác phòng chống dịch COVID-19. Thực hiện cái chủ trương của Đảng, Nhà nước và quân đội nhân dân Việt Nam, đặc biệt ấy, là cái tình cảm gắn bó giữa sư đoàn 968 quân khu 4 quân đội nhân dân Việt Nam với sư đoàn 4 quân đội nhân dân Lào. Bằng cái tình cảm và trách nhiệm, cán bộ chiến sĩ sư đoàn 968 chúng tôi hỗ trợ bạn một số trang thiết bị y tế để giúp bạn khắc phục phần nào khó khăn và phòng chống cái dịch COVID có hiệu quả trong thời gian tới. Số trang thiết bị y tế này không chỉ là sự ủng hộ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp quân đội và nhân dân Lào trong công cuộc chống dịch COVID-19 hiện nay. Đây là biểu hiện sinh động cho truyền thống quý báu giúp đỡ lẫn nhau, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam và tình hữu nghị đặc biệt, gắn bó sâu nặng giữa quân đội và nhân dân hai nước. Những nghĩa cử này nhanh chóng được lan tỏa suốt chiều dài biên giới tỉnh Quảng Trị. Tính đến nay, hàng chục đoàn công tác đã gửi tặng các đơn vị bảo vệ biên giới của Lào hàng trăm kẹt sữa, hàng nghìn thùng mì ăn liền, nước uống đóng chai, khẩu trang y tế, nước rửa tay diệt khuẩn. Đặc biệt, tỉnh Quảng Trị đã tặng chính quyền và nhân dân tỉnh Salavan một số vật tư y tế như máy phun tiêu độc khử trùng, khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn, găng tay, nhiệt kế, dung dịch chloramin B, áo quần bảo hộ phòng dịch với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng. Trong cái điều kiện cũng đang rất là khó khăn, nhưng mà Quảng Trị cũng đã hỗ trợ cho các bạn Lào một số các trang thiết bị cần thiết để cho các cái lực lượng chức năng đang triển khai cái công tác phòng chống dịch dọc trên tuyến biên giới và đặc biệt là hai cửa khẩu quốc tế và cửa khẩu La Lai được trang bị thêm các thiết bị y tế để đảm bảo các cái điều kiện phòng chống dịch. Bên cạnh cái việc tạo điều kiện tốt cho công dân Lào, đặc biệt là các học sinh của Lào đang còn công tác và học tập ở tại tỉnh Quảng Trị, thì chúng tôi cũng đã đề nghị chính quyền của hai nước bạn Lào phối hợp tạo điều kiện cho công dân Việt Nam hiện tại đang làm việc sinh sống ở tại Lào được ở tại Lào nếu có nguyện vọng. Từ lời nói, nghĩa cử của cán bộ và nhân dân hai nước để thấy rằng mối quan hệ đặc biệt hữu nghị Việt-Lào đã được vun đắp từ bao đời nay, không có gì có thể chia cắt được. Trong đại dịch COVID-19,
một lần nữa Việt Lào lại cùng nhau vượt khó, vun dày lên tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long.